Phần lớn các chùa theo Phật giáo Bắc truyền, dù ở Việt Nam hay ở nước ngoài hay ở các nước Phật giáo khác mà theo Phật giáo Bắc truyền như Trung Hoa, Đài Loan, thì trễ lắm là ngày hôm nay 16 tháng 4 là tất cả đều đã tắc bạch an cư. Thì nếu mà an cư đúng ngày thì gọi là tiền an cư. Còn nếu như trường hợp á, mà từ 17 trở đi cho đến một tháng sau mà an cư thì chúng ta gọi là hậu an cư. Từ 17 tháng 4 cho đến 16 tháng 17, tháng 5, khoảng một tháng, trong vòng một tháng tới, nếu ai an cư sau ngày 16 này thì trường hợp đó gọi là hậu an cư. Còn nếu như những vị nào ở nhà không có đủ chữ nhà, đây là ở thất, ở am hay là ở một cái nơi nào đó mà không có tổ chức an cư vì không đủ chúng, thì thì chúng ta thường gọi là tâm niệm an cư, nghĩa là mình tự tâm mình nhớ nghĩ phát nguyện đây là mùa an cư, thì mình tự hạn chế tất cả mọi sự đi lại của mình để mình nhằm mình thúc liễm thân tâm của mình. Đối với một người xuất gia đó thì 3 tháng an cư rất là cần, bởi vì đó là thời gian mà để cho chúng ta thúc liễm cả thân. Về mặt thân á, thì chúng ta không có đi tới đi lui bên ngoài nhiều, không có giao tiếp nhiều. Mặt nó thì khi mà không đi nhiều, không giao tiếp nhiều thì tự nhiên cái mặt tâm nó cũng lợi lạc, là chúng ta bớt bị chi phối, bớt bị những cái kéo lôi, bị những cái tác duyên bên ngoài. Nhờ vậy mà chúng ta có đủ thời giờ để hạ thủ công phu, nghĩa là chúng ta đem hết tâm tư vào cái sự thực tập của mình trong vòng 3 tháng. Cho nên đây là cái thời gian gọi là trưởng dưỡng giới đức của mình. Có nghĩa là nhờ mình không có giao tiếp nhiều thì mình ít có phạm những cái lỗi, mà vì ít phạm lỗi cho nên mình trưởng dưỡng được cái phần giới đức của mình. Và sau 3 tháng này nếu ai mà tu miên mật thì coi như là mình gặt hái được nhiều cái kết quả an lạc nội tâm rất tốt. Và nhân cái cơ hội đó mà các vị Phật tử trợ duyên cho chúng ta 3 tháng tu học này, và nhờ cái năng lực tu tập của chúng ta mà chia sẻ lại những cái công đức tu tập của mình cho tất cả quý Phật tử, mà tất cả các vị tại gia nhờ cái mùa an cư mà phát tâm cúng dường, thì cái phước của các vị nó cũng sanh nhờ vào cái thời điểm an cư của quý thầy. Cho nên 3 tháng an cư rất là quan trọng. Vị nào có được cái duyên ở trong cái môi trường mà có tổ chức an cư, nên vận dụng thời gian này để mà chúng ta nỗ lực tu tập trong 3 tháng. Có đôi khi mình tập hợp về một ngôi chùa nào đó để mình an cư 3 tháng. Ở hải ngoại này thì rất hiếm nơi nào tổ chức 3 tháng, hay là cho dù có tổ chức đi nữa thì cũng rất hiếm người có thể tham dự suốt 3 tháng được. Tại ở đây ai cũng bận rất nhiều công việc, nhất là phải lo cho chùa vào những cái dịp cuối tuần. Không có giống Việt Nam, mình đi an cư thì ở chùa còn lại có các huynh đệ khác, các vị tôn túc, các người lớn ở nhà để cho chúng ta đi tùng hạ, đi nhập hạ, đi học hỏi. Ở hải ngoại thì rất hiếm, nhiều đa phần là một thầy một chùa. Mà mình đi như vậy là mình bỏ những cái cuối tuần, mà ở đây thì lễ lộc gì cũng dồn vào cuối tuần hết. Cho nên mỗi một nơi nó có mỗi cái sinh hoạt khác nhau. Chúng ta tùy theo mỗi cái hoàn cảnh mà chúng ta cố gắng sắp xếp như thế nào để cái sự tu của chúng ta nó không bị trì trệ, nó không bị sụt lùi bởi vì những cái lý do mà bên ngoài, và chúng ta cho nó là cái chính. Nếu chúng ta thật tâm muốn tu thì chúng ta đều có thể sắp xếp được công việc của mình hết, nếu mình muốn. Còn nếu mình không muốn rồi thì dù thời gian của mình có hàng khối đi nữa thì mình cũng không làm được việc. Có nhiều khi mình ở trong chúng, ngoài những thời kinh ra,
mình chỉ phụ làm việc rồi thôi, mình không bận phải suy nghĩ sắp xếp việc gì hết. Thật ra so ra mình là một người chúng mà ở trong chùa mà chỉ tu là sướng hơn các vị lớn. Từ cái vị trụ trì xuống cho tới các vị chức sự khác thì vị nào cũng có những công việc phải suy nghĩ, phải bao quản. Còn mình là chúng, nghĩa là mình đang ở trong cái chùa đó mình tu tập thôi, thì hãy nên nỗ lực vận dụng cái thời gian này. Thay vì mình dùng chữ tận dụng cũng được nữa, nhưng mà Pháp Hòa nói là vận dụng là gì? Mình biết dụng nó, mình vận cái thời gian của mình dụng nó một cách cho nó linh động, làm sao cho nó hay, để mình 3 tháng này trở ra cái là mình có nhiều cái kết quả tốt. Thôi thì bây giờ mình xin nhắc lại với đại chúng là ở đây chúng xuất gia ở tu viện Trúc Lâm và Tây Thiên cũng sẽ có 3 tháng an cư giữa hai tu viện. Thì mỗi tuần ngày thứ hai là ngày nghỉ trọn vẹn để cho các vị có đủ thời gian làm cái công việc của mình. Coi vậy chứ theo thời khóa thì cứ vài ba tiếng là phải đi ra, vài ba tiếng là đi ra. Cho nên rồi nó lất khất, nó cũng không làm được những công việc gì mình làm. Thì mỗi vị ai cũng có cái giờ riêng, mà đặc biệt là nỗ lực tự tu trong một ngày đó. Học kinh nè, chép kinh nè, đi thiền hành nè, lại Phật nè, có rất nhiều việc để làm. Chứ ngày đó không phải là ngày làm biến, ngày ngủ vùi từ sáng tới tối, không phải vậy. Mà cái ngày đó là ngày mình tự mình chăm sóc lấy mình, tự mình nỗ lực tu tập. Thì ở đây chúng ta có những câu hỏi có quà in ra đây. Bây giờ chúng ta đọc câu hỏi rồi chúng ta sinh hoạt. Năm nay con đã 45 tuổi, mở ngoặc nhỏ hơn thầy 1 tuổi. Chi tiết vậy đó. Con thì rất cứng đầu và ngang bướng. Con rất ủng hộ Phật giáo từ bé, nhưng con nghe Pháp thì ai con nghe, nhưng hình như không ai làm cho con giác ngộ. Từ lúc con nghe thầy Thích Thanh Từ, tức là Hòa Thượng Trúc Lâm á, giảng bài chân không tánh không, và được nghe thầy thuyết giảng nữa, thì hình như con không tu nhưng đã giác ngộ ít nhiều. Ghê gớm ha. Một, vừa qua con đã làm xong thủ tục hiến tạng cho Viện Khoa học và cấy ghép mô tạng cứu người. Con thì việc hiến đó không suy nghĩ gì về việc sẽ ra sao khi đã hiến, nhưng con cái và bạn con thì rất hoang mang vì cho rằng con đã cho tất cả những gì con có thì làm sao mà đi đầu thai được. Ít nhất cũng chừa mắt và não để thấy đường. Mà về tới chùa hay gia đình cho hết cả thì làm sao? Con chỉ muốn xin thầy giải thích trong buổi pháp thoại để họ hiểu, chứ con nói họ bảo con u mê. Con thì không hiểu, không nghĩ nhiều như họ. Con chỉ đơn giản là thứ mình không còn sử dụng thì cho người cần bỏ, cho người cần bỏ thì hoang phí của cha mẹ và trời đất cho mình, nên con cho tất cả. Hai, mọi người khi chết đi phải để người chết nằm yên, không được đụng vào xác chết thì vì sẽ làm họ đau nhức và đau khổ. Nhưng nếu để như vậy thì quá trình lấy mô tạng sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi ghép mô tạng cho bệnh nhân cần y như y theo khoa học thì không thể quá 6 giờ từ khi tắt thở. Con đã nói gia đình con mất đi thì không còn thì không ma chay dỗ quải gì cả, tắt thở là cho bác sĩ lấy mô tạng ngay để hiệu quả cao cho người được nhận. Xin thầy nói ra để mọi người hiểu và không hoang mang. Thì cái câu hỏi là thứ nhất là khi mà mình cho mình cái nội tạng thì người có người thì nói cho thì cứ cho, nhưng mà nhớ giữ mắt để thấy đường, đi về chùa ăn uống nghe kinh, có cái bộ não thì để nhận định, vân vân.
Thì xin thưa là cái câu hỏi này hình như là mình cũng gặp rất nhiều trong những cái lần đi pháp thoại. Nhưng mà ở đây các vị gửi đến thì Pháp Hòa cũng tùy thuận nói thêm một lần. Thì mỗi một lần nói thì có những vị chưa bao giờ có nghe được những cái bài trước. Thì thật ra quý vị đừng có lo cái chuyện gọi là mình cho cái nội tạng. Như hôm bữa tuần rồi đó mình có học đó, hay là tuần hôm qua cũng vậy, thấy không? Khi mình cho tất cả những gì mình có được, đó là cái phước của mình. Vì mình đã sử dụng cái thân tứ đại giả hợp này trong khoảng một thời gian dài. Và đặc biệt là trước khi mình trở về cát bụi, mình còn lưu lại được một cái gì đó cho người khác sử dụng, thì điều đó quả thật là cái phước. Và đúng nghĩa là chúng ta đã tận dụng cái thể xác này một cách đúng đắn, không có lãng phí. Còn cái việc mà thấy đường hay không thấy đường, lúc đó không phải mình thấy bằng con mắt nữa, mà mình thấy bằng tâm thức. Pháp Hòa ví dụ như có những người họ mù, nhưng ai bước vô họ đều biết người đó là ai. Thậm chí cái hơi thở người đó đang tức giận họ vẫn hiểu được. Vậy thì họ đâu cần thấy đâu. Họ mù mà tại sao họ vẫn thấy? Vậy thì họ thấy bằng cái gì? Họ thấy bằng cái tâm của họ, bằng cái kinh nghiệm của họ, thấy không? Rồi thậm chí mình nè, nhiều khi mình còn thấy đường sờ sờ đấy nè, mà có những cái trước mắt mình không thấy. Đấy, hôm nào bữa nào quý vị nhờ ai vô kiếm gì trong tủ lạnh coi. Mình nói nó nằm ngay cửa tủ lạnh mà cái người đó không hề thấy. Đó, thành thử ra đâu phải là có, đâu phải là có cái đó trước mặt mới là thấy. Có nhiều người để trước mặt, người ta vẫn không thấy như thường. Cho nên quý vị nhớ cái thấy này là chỉ là cái thấy thể chất của một con mắt thôi. Chứ còn cái những cái thấy mà khi chúng ta ra vượt ngoài cái đó rồi thì chúng ta không còn dùng cái đó nữa. Ngay cả cái hiểu. Thí dụ như có nhiều khi mình là người Tàu mà tụng kinh Việt họ nghe không? Người Tây tụng kinh Việt họ hiểu không? Hiểu hết. Tại vì sao? Lúc đó mình lấy cái vận dụng cái tâm mà nó thể hiện qua cái lời nói của mình là người Việt hay người Hoa hay người gì thôi. Nhưng mà thật sự người đó đã tiếp nhận ngay cái nguồn tâm của mình rồi. Nguồn tâm của mình đã xuất ra là họ đã tiếp nhận rồi. Thì họ tiếp xúc bằng tâm thức mà. Cho nên có những cái cảnh giới nó gọi là gì? Thí dụ như cõi của mình là cõi dục nè. Rồi cõi có cõi là sắc nè. Rồi có cõi là gì? Vô sắc. Cõi vô sắc mà cõi đó họ giao tiếp với nhau bằng gì? Bằng tư tưởng, bằng tâm thức. Thật là có thí dụ như bây giờ các thầy làm việc chung với nhau lâu ngày quen rồi. Nhiều khi mình chỉ cần nhìn người đó một cái thôi là người đó hiểu mình muốn nói gì rồi. Đâu cần phải lên tiếng nữa đâu. Vậy thì hai bên nói chuyện nhau bằng gì? Nói bằng tâm thức. Thấy không? Thành tử ra quý vị đừng có lo cái chuyện đó. Cái xác này cho dù quý vị để yên đó, có dù để yên đó không đụng đậy gì hết, mà người đó mê thì vẫn mê. Và bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, khi mình còn sống á, mình thích một cái người nào đó, mình làm một cái việc gì đó mà bao nhiêu người thấy cái người đó xấu, nói trời ơi trời, tôi không biết gì đó mà tôi gặp nó một cái thôi tôi biết nó là cái người xấu rồi, mà sao người kia mê quá. Đâu như vậy thì mê là mê cái gì? Mê cái đầu chứ đâu phải mê con mắt. Con mắt nó vẫn thấy, nhưng mà cái tâm nó không thấy được người kia xấu tốt, mà người khác người ta thấy. Vậy thì hằng ngày mình nói trời ơi sao cái người kia nó vậy mà họ không thấy. Thấy chứ, thấy cái thể thôi, thấy cái tướng thôi, mà chưa thấy được cái bên trong. Mình hiểu được người kia là không phải do con mắt, mà do cái tâm thức của mình, phải không nè? Giờ thành thử ra quý vị đừng có bận tâm cái chuyện đó. Mình trước khi chết mình đã làm một cái việc gì cuối đời mình, đó là một cái phước, quả là một cái duyên lành, ngàn người mới có một. Chỉ sợ là mình ký cho tùm lum mà tới lúc đó không có gì xài được hết. Nó thư hết trơn rồi, chẳng xài được. Cho nên đừng có lo. Cái thứ hai á, khi vị Phật tử này nói rằng á, khi mình chết rồi mình không cần phải dỗ quải gì hết. Rồi kế đến là nói cái vấn đề 6 tiếng, 8 tiếng gì đó. Nếu mình có cái cơ hội mình làm cái chuyện để 6 tiếng, 8 tiếng gì đó, không sao, cái đó tùy mình trong lúc đó.
Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng là có một cái trường hợp, ví dụ như trong cái mùa lần đại dịch Covid này nè, có những người vừa mất xong, bác sĩ không hề cho mình để một tiếng nào hết. Bác sĩ bước vô, đưa cái ống nghe vô những cái chỗ mà nghe mạch để mà xác định người này chết rồi, là tuyên bố he's gone, rồi là lập tức đem đồ tới zip lại để đưa xuống phòng lạnh liền. Vì sao? Vì để như vậy cái sự độc nó sẽ lan lây, thậm chí còn không cho người thân tới nhìn. Có nhiều, trong cái mùa dịch này có nhiều người chết không có người thân bên cạnh, và thậm chí cái ngày mà đi thiêu người thân cũng không biết ở đâu, tự động nhà hoàng pick up rồi nhà hoàng đi thiêu, mình có thể lên nhận hũ cốt thôi. Thì trường hợp này sao? Trường hợp đó rồi mình giải quyết làm sao? Cho nên cái việc mà để mấy tiếng đó, đó là mình tùy duyên, nếu chúng ta đủ cái phước, cái duyên. Còn nếu chúng ta không được nữa thì mình phải tùy thuận, phải không? Thì mình cố gắng mình tạo duyên rồi, nhưng mà không được nữa thì mình phải tùy duyên. Đó là một việc. Việc thứ hai, cho dù để 6 tiếng hay 8 tiếng, đó cũng chỉ là một phần trợ duyên cho cái vấn đề chúng ta đi đâu, tái sinh về cõi nào, chứ nó không phải là cái vấn đề quyết định toàn bộ. Để 8 tiếng cái đường vãng sanh, không để đủ 8 tiếng là đọa lạc. Cái đó chỉ là một phần trợ duyên. Trợ duyên bằng cách nào? Nếu chúng ta không đụng vào thì có thể chúng ta không làm cho người đó đau, thì không làm cơ thể người đó đau thì sẽ giảm bớt cho họ một phần nào ở cái mặt khó chịu phiền não. Chứ không phải là mình để vậy có họ đường vãng sanh. Sự trợ duyên thôi mà. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình ăn cơm, ăn đồ rồi thì cũng ok, nhưng mà nếu mà ai mình cho thêm mình ly nước trà nữa hay là thêm miếng bánh nữa thì tự nhiên cái bữa ăn này nó trọn. Có những cái người ta cho mình thêm, đó là sự trợ duyên. Cái hoặc là mình nói tôi nấu món chính, ai có món gì phụ thêm, chứ ăn món này không đủ no. Mình làm thêm món gì đó để phụ, nhưng mà người ta vẫn có cái món chính người ta ăn. Thì ở đây cũng thế, cái chính là chúng ta tự tạo nghiệp cho mình, chứ không phải cái vấn đề là ai làm cái gì mình. Đó là một việc. Thì thứ hai, mình có quyền quan niệm khỏi cúng quải gì hết, đó là cái chuyện của mình. Nhưng mình phải suy nghĩ mình là khỏe rồi, mình đi thì cái chuyện mình đã buông bỏ thì sao cũng được hết. Nhưng mà người ở lại, người ta muốn cúng kiến mình mỗi năm một cái dỗ gì đó, nếu mình thấy điều đó không có gì trở ngại, mình nên tùy thuận. Để chi? Vấn đề là người ta giữ cái sự tưởng nhớ mà nuôi dưỡng cho cái thế hệ sau, chứ không phải là cái vấn đề của mình. Nhiều khi mình tùy thuận là để làm gì? Để cho con cháu có được một cái điểm tựa. Có những bác Phật tử nói khi mất rồi thì muốn thiêu, hay có những người con mới nói thôi tụi con muốn ba chôn hay má chôn để tụi con còn có cái chỗ để đi thăm, cho con cháu nó có cái mồ nó đi thăm. Rồi cũng một quan niệm. Rồi có nhiều người nói thiêu xong rồi rải tro rải xong, cái vị con cháu mới năn nỉ nó thôi bây giờ tụi con ba má nuôi lớn tụi con, khi mất rồi tụi con đem thiêu tụi con không còn gì nữa, chỉ còn có một hũ cốt à. Thôi cha mẹ cho tụi con giữ lại để kỷ niệm, đến khi nào mà mấy đứa cháu đời sau mà nó không lo nữa rồi tính. Chứ bây giờ chưa gì hết, ba má giải quyết nhanh gọn quá thì tụi con không có cái chỗ để tụi con đem điểm tựa. Cũng được. Rồi có nhiều người nói thôi bây giờ tôi gửi cái hình vô chùa, gửi cái hũ cốt vô chùa để làm chi? Để con cái tôi nó biết tôi trảnh á, ít nhất năm nó còn kéo về nó thăm tôi lần. Mà cái chuyện thăm tôi là cái cớ để làm chi? Để con cái tôi nó còn được về chùa. Mới tức thì đây, chừng tiếng trước đây là Pháp Hòa mới có cái đám tang nữa, mới vô này đó. Thì trong gia đình mới có đứa cháu nội. Mới nói trời ơi, bạn cháu nội này được lắm, nó giúp đỡ gia đình rất là nhiều. Pháp Hòa mới nói phải rồi, trong bao nhiêu năm nay gia đình tới lui chuyện gì cũng thấy cháu nội này đi theo. Pháp Hòa mới nói đó là một cái mừng. Trong gia đình mình hết đời cha mẹ, tới đời mình, bây giờ tới đời con mình mà còn được một đứa, hai đứa,
mà nó còn biết chùa chiền, nó biết ông bà, nó đi theo cha mẹ làm những cái thủ tục lễ nghi gì đó, thì cái đó là một cái điều phước của gia đình. Chỉ sợ là mới có tới đời mình, tới đời cháu mình, đời con mình là mất tiêu trơn, không đứa nào nó còn quan tâm gì nữa hết, thấy không? Thành thử ra thưa đại chúng, thật ra giống như các vị tôn túc, đối với các ngài chuyện đến đi không quan trọng. Các ngài làm Phật sự biết bao nhiêu lớn lao mà, các ngài còn không bận lòng thì đâu có bận lòng gì một cái chuyện mình làm cái gì. Nhưng mà nhiều khi các ngài cũng để mình làm chi, để cho mình có công việc, cũng như là mình có được một cái sự hướng tâm, có cái cội nguồn. Giống như hàng tổ, các vị tổ mất hàng trăm năm rồi mà năm nào mình cũng cúng dỗ, vậy thì vị tổ đó có siêu chưa mà cúng dỗ? Thì nhớ là tất cả cái đó chỉ là một sự tưởng niệm để cho con cháu không quên nguồn, quên cội thôi. Chứ còn không làm gì hết thì coi như con cháu mình nó mất hết, phải không? Thí dụ như ở đây nè, một tháng nào cũng có cái long weekend hết, tháng nào cũng có một cái lễ đặc biệt hết. Nếu lễ đó không được, không được long weekend cũng là một cái lễ. Ví dụ như Valentine's Day, nó cũng không phải là một cái ngày lễ mà được nghỉ toàn quốc, không? Nhưng mà phải đặt thành một ngày để chi? Để mọi người còn nhớ đến cái ngày lễ tình yêu. Nếu mình có một người yêu thì nhớ đến họ, mua cho họ bó hoa, tặng món quà. Đó là một sự nhớ, không phải là rốt cuộc rồi cả năm mình không nhớ. Nhưng mà nếu lỡ người nào cả năm không nhớ thì cũng còn ít nhất ngày đó nhớ. Nhiều khi vợ chồng sống nhau vậy mà cha mẹ anh em gì mà quên luôn ngày sinh nhật, phải không? Mà mình nhớ được ngày sinh nhật ta, cái tự nhiên ta vui. Cho nên con cái mà nhớ tới cái ngày sinh của mình, làm một cái gì nhỏ nhỏ cho mình thôi, cái đó cũng là một cái niềm vui, tại vì biết rằng người đó còn nhớ tới mình. Thì thôi thì cái việc mà mình đã tự tại rồi thì đừng quá ngại gì cái chuyện ai cúng quải mình, ta làm gì đó ta làm. Chuyện mình đi tự tại thông dong cứ đi. Còn ai muốn làm gì đó để có một sự tưởng nhớ, nhưng mình cũng dặn làm cái gì cho gọn gàng. Như gần đây quý hòa thượng của mình, một số quý vị tịch đó, các bà ngài để lại những cái di chúc làm đơn giản. Hòa thượng ở đời Việt Nam mình mới viên tịch một vị đó. Vị này cũng là một trong những vị mà luật sư trong Phật giáo đó, tức là nghiên cứu giới luật, tinh chuyên về giới luật. Ngài tịch năm ngài 84 tuổi. Và ngài cũng không cấm cản làm những gì, mà ngài chỉ dặn là làm ngắn ngày, đơn giản, không vòng hoa, không có ghi sổ tang, làm cho gọn. Thí dụ vậy, đơn giản vậy thôi. Thì còn sao lại thì mình để cho các vị, người ta có cái sự tưởng nhớ. Như Hòa Thượng Quảng Hà Độ vậy đó. Khi ngài tịch thì ngài cũng dặn là sau khi xong rồi thì cúng 49 ngày rồi thì đem tro cốt của ngài rải ra xong, không xây tháp không gì hết. Đại khái là vậy. Cho nên mình có cho nội tạng là điều tốt, nhưng đã cho thì phải cho người ta ăn cho được. Có phải không? Mình cho rồi mà đợi tới 8 tiếng tụng nữa rồi đem tới cứng ngắc rồi, hay là nó hôi thối, nó hư rồi, nó ngưng rồi, làm sao dùng được nữa. Thì cũng giống như ngoài đời thôi. Mình không cho người ta ăn thôi, cho phải cho người ta ăn được, phải không? Thí dụ món đó nóng, cho nóng cho người ta ăn. Món đó làm sao phải cho người ta ăn đúng vậy thì nó mới gọi là đúng cái nghĩa cho. Đợi khi nào ăn không được mới đem lại cho thì người ta cũng nhận, nhưng mà người ta không có vui, và thậm chí người ta còn buồn mình nữa. Thà đừng cho mà cho tôi như vậy tôi buồn lắm. Thí dụ vậy, có một sự khinh xuất. Đó là ở ngoài đời, thì trường hợp đây cũng vậy. Nếu chúng ta đã ký cho thì nhớ là chết là phải làm liền. Vì trong khi nó còn đủ cái, quý vị biết đó, những người mà người ta thay thận đó, là trong khi chờ đợi thận là không được đi đâu. Có người nào cho thận là lập tức nhà thương phone là trong mình phải đi vô liền để mà thay liền, tại vì chờ là không thể sử dụng được đó. Cho nên có những trường hợp như vậy. Có một lần một chị Phật tử mình nó để bệnh đó, trong vòng 24 tiếng mà là cái máu đó ở cả cái tỉnh Alberta mình không có, mà phải ship từ ở một tỉnh khác về. Mà ship như thế nào, trong khoảng thời gian bao nhiêu tiếng là đó phải về tới đây. Mà rốt cuộc đưa vô cũng không hợp, cũng không sử dụng được. Mặc dù máu còn tốt nhưng người đó quá yếu rồi, không còn kịp để tiếp nhận cái đó nữa.
Câu hỏi kế, tụng kinh chú Đại Bi vào giờ nào? Có nên tụng vào buổi trưa, tụng 21 tiếng, 7 biến, 3 biến, 5 biến? Tụng Đại Bi có nên dừng lại một chút không ạ? Tụng kinh chú Đại Bi có lần tràng hạt và gõ mõ không? Vì con không có hai thứ đó. Con có thể không có tràng hạt mà con không thể không có cái mõ. Không có mõ lấy gì tụng. Thưa đại chúng, là mình tụng không luận là chú Đại Bi, bất cứ kinh nào, giờ nào thuận tiện của mình tụng đều được hết. Chứ không có ai quy định kinh nào phải tụng giờ nào, là một việc. Việc thứ hai, tụng bao nhiêu lần, đó là cũng tùy theo sức khỏe, thời gian của mình. Thứ ba, tụng có nên dừng một chút không? Chẳng những một chút mà nhiều chút nữa. Tại vì không có dừng là đứt thở chết rồi. Tụng hết hơi là phải dừng là thở là tụng tiếp chứ. Thành thử ra chưa trả lời là đã có dừng trong đó rồi, phải không? Thành thử ra mình tụng á, tụng kinh cũng vậy, tùy theo cái hơi. Nhưng mà nếu mình trì á, cho dù mình trì hay là mình tụng, tụng là nó ra tiếng, nó có âm, có điệu. Còn mình trì là nó lâm râm. Còn mình đọc thì giống như là mình đọc vậy thôi, nó không có âm. Hễ nói tụng là nó có âm điệu. Và cho dù mình trì kinh, đọc kinh hay tụng kinh, thì chúng ta đều phải có cái khoảng dừng để thở. Vì mình lấy hơi, mình thở, mình đọc thì dài chừng tùy, có nhiều người hơi ngắn đọc không nổi, nhiều người hơi dài thì đọc khá hơn. Nói chung là có cái khoảng dừng. Còn ở đây á, tụng chú Đại Bi có lần tràng hạt không? Thật sự ra thì không. Tại vì bài chú Đại Bi là nó nguyên bài. Trừ trường hợp mình muốn tụng bao nhiêu biến thì cứ lần là mình lần một hạt để lấy cái điểm số thôi. Chứ không phải là có nhiều người vừa tụng vừa lần lần vậy nè. Cái đó là làm cho vui tai vậy thôi chứ nó có chánh niệm gì đâu. Bởi vì nó đâu có ăn khớp. Thí dụ ta niệm Nam Mô Di Đà Phật, ta bấm hộ. Đây là một cái công cứ. Công cứ là mình để mình ghi chú thôi, để mình ghi cái số lượng thôi. Chứ còn có nhiều người vừa tụng vừa lần chọn tù dữ nghe, vừa tụng vừa lần, cái này lần cho vui tai vậy đó, cái tai để không biết làm gì. Cho nên cái tràng hạt đó, người ta cầm trên tay là một hình tướng, là mình thứ nhất là mình trang nghiêm cái pháp tướng, thứ hai là để cho cái tai mình không có rảnh, phải không? Mình không rảnh không biết làm gì, cho nên thường đó là mình cầm cái sâu chuỗi để làm chi, để có hoạt động, đỡ buồn. Đỡ buồn ngủ. Rồi thì nên quý vị yên tâm cái chuyện đó. Mình cả thứ ba nữa là mình tụng kinh có mỏ không mỏ không có sao hết. Vì cái chuyện mình tụng kinh có mỏ là mình nếu mình tụng có âm có điệu ê a. Và đặc biệt là cái mỏ đó làm chi biết không? Để mình tụng với chúng. Mình lấy cái tiếng mỏ mình làm cái nhịp để cho chúng ta theo. Vậy mà có nhiều người còn theo không được nữa đó. Mặc dù mỏ nhịp nhịp vậy mà có nhiều người ta không theo được cái mỏ. Ta thuộc không thuộc gì mà ta tụng, một là ta tụng trước, hai là ta tụng sau, ta rề rề vậy đó. Thành thử cái tiếng mỏ là để làm cái nhịp để cho đại chúng theo thôi. Cho nên cái người thỉnh mỏ cũng vậy. Cái người thỉnh mỏ gọi là gì? Gọi là duyệt chúng. Mình thỉnh mỏ như thế nào để đại chúng người ta tụng mình ta hoan hỷ? Ta hoan hỷ là sao? Không quá nhanh, không quá chậm. Nhanh thì ta tụng không kịp, chậm thì người ta tụng nó rơi rớt, nó buồn ngủ, phải không? Mà tiếng lớn quá thì chói lỗ tai, nhỏ quá thì người ta nghe không được. Cho nên cái người thỉnh mỏ rất quan trọng. Cái tiếng của mình nó có khi nó có lúc nó lên nó xuống. Khi mình thấy chúng hình như tụng hơi rời rạc thì tiếng mỏ mình lớn lên. Để làm chi? Để ta nghe cái tiếng đó ta bắt nhịp trở lại. Mà khi mọi người trong chúng ta bắt nhịp rồi thì thôi, tiếng mỏ mình lô xuống. Lúc này mình không cần mình nữa, chúng ta theo nhịp rồi. Chứ không phải nói tôi là mỏ, tôi phải làm việc đúng cái mỏ. Rồi cái mỏ nó cứ chăn chát lên. Ta quay ra cái mỏ bà này sao nó lớn quá, mỏ ông kia sao nó to quá, phải không? Thì cái người tụng sao mà xuống nó hoàn hỷ quá. Bữa nay tôi tụng thời kinh được, không có quá nhanh, không có quá chậm. Vì vậy cho nên cái mỏ là một cái sự bắt nhịp thôi, chứ không có gì hết. Còn ví dụ mình tụng mình có đua với ai đâu, phải mỏ. Tụng một mình không cần thỉnh mỏ.
Rồi thậm chí bây giờ quý vị trong cái ngày tự tu bát quan trai nè, ở nhà mình cúng quá đường cũng vậy. Thí dụ mình không có gì hết, phải không? Mình tự mình bắt cấn lên, đọc không cũng được nữa. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Còn tay run quá bắt không được, để cái bát ngay trước nè, chắp tay cũng là một cái ấn. Này, đây là cái ấn nè, ấn tam sơn để bát cơm lên, ấn cúng dường bát để đây. Nếu mình tay khỏe thì bát ấn lên. Trời, có nhiều khi ở nhà có một mình mà không có ai tụng chung, phải không? Mà cũng phải nghĩ là phải đủ cái khánh vậy. Này, còn không lại kẹp vô. Cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật, chi cho nó cực khổ vậy, phải không? Mà Phật mà nào mà ăn chậm là mình cũng khổ lắm á. Ăn lẹ đó con bỏ xuống chứ đó. Thành thử ra cái này là mình biết là tất cả những cái pháp khí mình phải linh động trong việc sử dụng. Nó không có một cái gì bắt buộc hết á. Đã là phương tiện. Phương tiện là gì? Là phương pháp nào tiện dụng cho mình xài, gọi là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì chúng ta phải biết linh động, phải biết uyển chuyển. Nó không phải là cứu cánh. Nó không phải là cứu cánh. Vì nó không cứu cánh cho nên chúng ta phải tùy duyên mà sử dụng, tùy hoàn cảnh của mình, tùy thời gian của mình mà chúng ta ứng dụng nó. Thì như vậy đó, mình mới hiểu được đạo Phật, mình mới hiểu được cái phương tiện của các tổ. Chứ còn không mình chấp vào các cái phương tiện đó, rốt cuộc phương tiện để giúp cho mình tiện lợi, mà ai ngờ đâu phương tiện làm khổ mình. Tất trật. Học giáo pháp cũng vậy. Học giáo pháp để mình giải thoát mọi sự vướng mắc, mọi sự khổ đau. Ai ngờ đâu mình học xong hồi vướng này vướng kia, khổ đau đủ thứ hết. Cho nên là mình ở nhà mình bắt tự tu bát quan trai đó, để bát cơm trước mặt nè, đọc cái bài cúng dường cũng được, không cần chi mình phải bắt ấn. Đó. Còn nếu mình có bắt ấn thì khỏi chuông khỏi khánh gì hết, cứ đọc chậm rãi bình thường. Đó. Còn nếu mình không biết nữa, người Hoa ăn cơm mỗi ngày đơn giản lắm, các chùa Trung Hoa nếu mà những bữa cơm thường họ ăn niệm đơn giản, cúng dường Phật, cúng dường pháp, cúng dường tăng, cúng dường pháp giới chúng sanh. Đó. Cũng giống như Phật tử mình ở nhà những cái bữa bình thường mình ăn cơm vậy, chắp tay lại đọc cái bài quán nguyện ăn cơm. Nếu mà không đọc năm quán thì cũng đọc một bài tưởng quán nguyện. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn tam bảo, ơn thầy mẹ cha, ơn người tính chủ đàn na, con nguyện học đạo vị tha đáp đền. Thuộc bốn câu đó trước khi ăn. Ai ơi nâng bát cơm đầy, nhớ ơn tam bảo là một ơn rồi, ơn thầy, ơn mẹ cha là ba ơn rồi, ơn người tính chủ đàn na là bốn ơn rồi. Nhớ bốn cái ơn này mà mình lập một cái chí, con nguyện học đạo để làm gì? Để vị tha đáp đền. Đáp đền cho tất cả mọi người, mọi loài. Cho nên một bữa ăn của mình nếu mình có chánh niệm thôi, bữa cơm nó tự nhiên mình ăn có ý nghĩa. Không có cần phải ăn chay mới đọc nha. Bình thường mình ăn cơm ăn bình thường của mình cũng cứ đọc, đừng có sợ gì hết á. Đừng có sợ vậy, nếu mà mình đợi tới bữa ăn chay, có nhiều người năm ăn có ngày mùng 1 à. Chắc vậy năm tu được có giây phút đó sao. Cho mình ăn cái gì cũng được hết, miễn làm sao trong khi mình vừa chuẩn bị ăn, cái món nào cũng do công lao khó nhọc của người ta làm ra cho mình ăn. Thì chúng ta quan trọng là chúng ta ăn mà chúng ta ghi nhận cái ơn người làm. Hồi mấy đứa nhỏ nó đi vô chùa, nó trong những cái khóa tu đầu tiên, Pháp Hòa dạy đọc kinh rất đơn giản. Mấy đứa nhớ cái câu mà ăn xong rồi bắt nó đọc gì không? Cảm ơn tất cả cho con no ấm. Nhớ không? Cái đó là những cái câu đó là của cả mười mấy hai mươi năm trước, khi mà các thầy các chú còn rất nhỏ. Các em bây giờ là thanh niên thiếu nữ ra đại học đồ hết rồi đó. Mà ngày xưa những năm tháng nó về đây, Pháp Hòa dạy nó có hai câu đó trước khi ăn. Trước khi ăn là vạn vật tranh sống, trên trái đất này nguyện cho tất cả có bát cơm đầy. Ăn xong rồi chắp tay lại,
cảm ơn tất cả, cho con no ấm. Một câu đó là đủ rồi. No là ăn mà ấm là mặc. Cha mẹ nuôi mình cho mình ăn và mặc, phải không? Thành thử ra chỉ cần bây giờ nhắc lại hai câu đó, cái tự nhiên mình nhớ lại cái thời mà những cái khóa tu của các em nhỏ, mà lúc đó một mình Pháp Hòa mà phải chăn cả trăm đứa như vậy, mà dạy mà theo cái nghi thức truyền thống nhưng mà đơn giản. Rồi câu hỏi kế. Thầy ơi, cho con hỏi đệ trong năm đệ chú Lăng Nghiêm là gì? Tại sao các kinh khác đều gọi là phẩm? Ở trong trong các cái kinh đó, phẩm 1, phẩm 2, phẩm 3 đó, thì đây câu hỏi là tại sao trong các kinh kêu là phẩm mà đặc biệt ở Lăng Nghiêm đó, chú Lăng Nghiêm kêu là đệ. Thật sự chữ đệ này là gì? Nó là thứ lớp. Thí dụ như Việt Nam mình đi học đó, đệ nhất cấp, đệ nhị, đệ tam gì đó. Không? Chữ đệ là thứ bậc thôi chứ có gì đâu. Đó. Thí dụ như bây giờ thì bây giờ Lăng Nghiêm á, chú này nó có 5 bài. Và mỗi một bài như vậy á, là người ta đặt gọi là thứ nhất. Thần chú Lăng Nghiêm thứ nhất, thần chú Lăng Nghiêm thứ nhì. Cho nên gọi là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ gì đó. Không? Thì cái đây là thứ bậc thôi chứ không có gì hết. Còn nếu mà nói về phẩm, nếu nó là một cái chương đó, nó nhiều trang giấy và nó có nhiều ý nghĩa học hỏi trong đó, nhiều trang mới kêu là phẩm và chương. Còn ở đây cái khoảng nó không có quá dày, nó là một thứ lớp 1, 2, 3, 4 thì chúng ta gọi là đệ nhất, đệ nhị. Nó cũng cái ý nghĩa đó thôi. Nhưng mà khi chúng ta nói phẩm, nói chương thì cái phẩm chương nó phải là cái nội dung nó dày hơn. Còn cái này nó chỉ có dừng vài chục hàng của một cái bài thần chú, cho nên gọi là đệ. Đệ là thứ lớp vậy thôi. Gia đình con đã quy y Tam Bảo được 5 năm và gia đình con có duyên lành với ngôi Tam Bảo, thờ chư Phật chư Bồ Tát tính đến nay cũng gần 4 năm. Ba mẹ con nguyện ăn chay trường và chỉ ăn Ba mẹ con nguyện ăn chay trường và con chỉ ăn 4 ngày một tháng vì sợ ba mẹ sợ con đi làm không có sức khỏe. Thời gian 3 năm trước, ba con rất chuyên tâm tu tập đúng 12 giờ đêm lên ngôi lên Tam Bảo tụng đốt thắp nhang tụng kinh. Nhưng sau đó gia đình có biến cố, ba mẹ con xung đột với nhau dẫn đến việc cả hai cùng làm tổn thương nhau. Ba con bỗng dưng trở thành một con người khác. Ba con chỉ lên ngôi Tam Bảo đốt nhang, không trì kinh, không trì kinh hoặc tụng chú Đại Bi. Có lúc thì không lên. Ba con bỗng mẹ con nói với ba con về việc uống rượu bia là trong giới luật nhà Phật cấm, nhưng ba con lại nói ngang là giới luật nào nói vậy. Con có đôi lúc cũng khuyên ba con nếu không trì kinh nữa thì ba hãy đọc chú Đại Bi, nhưng ba con lấy lý do là đang suy tính việc hôn nhân của con sau này nên không có thời gian tu tập. Đại khái vâng nhiều lắm, thì đại khái là như vậy. Thì cái này là một cái trạng thái của cái người thối tâm. Nó có cái trường hợp thối tâm như thế này. Có khi mình mặc cảm tội lỗi, mình tập tu tập, mình biết kinh điển mà tự nhiên giờ mình thốt ra những cái lời nói, những hành động mình làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình, tự nhiên mình mặc cảm. Mình cảm thấy là mình không xứng đáng lên trình diện với Phật nữa. Có những trường hợp như vậy. Hoặc là thấy rằng mình tụng kinh đồ cũng nhiều nhưng mà mình chưa có làm được những cái gì như mong muốn của mình, thì tự nhiên cũng buồn rồi thối tâm. Thì ở đây thì chỉ cần mình chịu khó khuyên, cái này là mình nhẫn nại khuyên lơn từ từ, chứ còn nó không phải là một cái nghiệp gì đổ ra, hay là không phải là do một cái trúng hay tà hay gì cả, mà nó ở cái mặt gọi là cái tâm mình bị thối. Có nhiều khi có những người người ta không dám vô chùa. Vì sao? Vì người ta nghĩ rằng người ta là một con người tội lỗi.
người ta không có trước đứng trước Phật, người ta cảm thấy người ta không có được thanh tịnh, cho nên người ta không có dám. Đó là một loại mặc cảm. Cái mặc cảm đó gọi là gì? Tự ti, phải không? Còn mình tự mình khoe khoang thì gọi là tự tôn. Cái nào cũng đều là một loại mặc cảm cả. Hồi sáng mình đọc kinh Tuổi Trẻ Và Hạnh Phúc đó, thì Đức Phật dạy những cái tâm hành, những cái tâm ý mặc cảm như vậy đó. Mình thấy mình thua xúc người ta, mình không dám tới gần ai hết, đó cũng là một mặc cảm tự ti, tức là tự mình thấy mình thấp bé. Rồi lúc nào mình cũng cho mình là hơn hẳn, cho nên cái đó là một mặc cảm nữa, gọi là tự tôn. Mà cái tự tôn hay cái tự ti, hai cái đều làm cho mình tự tôn thì không ai ưa mình. Mình tự ti thì mình tự mình tách rời người khác. Và cái hai mấy cái đó đều không đúng. Chư Phật mới dạy mặc cảm hơn, thua bằng, cả ba đều rối rắm. Cái nào nó cũng làm cho mình. Rồi á, trong ngũ cái là năm cái chướng ngại mình đó. Trong đó nó có một cái gọi là hối hận. Bất tính nè, giải đãi nè, hôn trầm nè, phóng dật nè, rồi gọi là gì? Hối hận. Thì có nhiều vị mới nói, ủa, hối hận là tốt chứ, tại sao mà hối hận là một cái trở ngại? Hối hận là tốt là trường hợp là mình hối hận, sau đó rồi mình phát nguyện, mình cải đổi thì mới gọi là hối hận tích cực. Nhưng mà có những người, người ta hối hận và vì người ta thấy người ta quá ư là tội lỗi, ta thôi hậu giờ không tu gì nữa hết, con người tôi đã làm một cái việc tày trời rồi thì bây giờ tôi không còn, thôi chắc có lẽ là cái duyên lành của tôi tới đây thôi, tôi không khe nữa, bây giờ tôi sống thả dạng. Nói cái này thì ở trong kinh Bách Vụ có kể một câu chuyện. Thì có một cái ông đó, ổng có một năm đứa con. Thì đùng một cái đứa con đầu nó chết đi. Ổng mới đem lên núi ổng chôn. Chôn xong về tới nhà cái mấy tuần sau cái đứa thứ hai nó chết. Rồi cái ổng làm đứa thứ hai xong rồi cái đứa thứ ba nó chết. Cái ổng nghĩ nó nói trời đất ơi, tôi đâu có rảnh đâu mà đi làm mấy cái chuyện mà cứ chết rồi đi chôn hoài vậy thôi. Tôi lên tôi giết luôn một lào hết rồi tôi đi chôn lần nữa cho nó khỏe. Cho nên rồi ông lấy dao giết hết cả nhà, ông vợ con, ông gì, ông chém cho nó chết hết rồi ông đi chôn lần luôn. Thì cái câu chuyện đó gọi là giết con thành gánh. Thì Đức Phật nói cũng như vậy. Có những người trong cuộc đời lỡ làm một cái điều lỗi lầm, rồi không cũng có một phần ăn năn, nhưng mà cũng thấy rằng sao, thôi tôi làm tội rồi thì tội này tôi làm rồi thì chắc không ai tha tôi đâu, chắc không ai dung thứ cho tôi đâu, thôi tôi xả vàng luôn. Là bắt đầu người này bây giờ không còn một chút gì gọi là ăn năn hối hận nữa, mà cứ việc sống theo cái cách sống buông lung của mình thôi. Thì cũng có thể ba vị Phật tử này ở trong cái tâm trạng như vậy, thấy rằng mình tu tập rồi cũng tinh chuyên, ai cũng nhìn mình là một người, một hình ảnh đẹp. Bữa nay mình đã làm như vậy rồi thì thôi, mình không có muốn người ta mình cảm thấy mặc cảm lỗi lầm với Đức Phật nữa, vân vân. Thì cái này là do mình người con đó, khéo léo vận dụng để chuyển hóa từ từ, giúp đỡ cho ba từ từ quay trở lại. Và tuyệt đối đó, thí dụ như những người như vậy đó không nên đã nói những câu nói sốc. Ví dụ tu hành vậy đó hả, biết kinh nhiều mà vậy đó hả, biết luật nhiều mà vậy đó hả, thọ giới như vợ thọ giới rồi mà vậy đó hả, đệ tử của thầy nổi tiếng mà vậy đó hả. Có nhiều vị người ta hay nói những câu nói như vậy. Thì những câu nói đó mình không có phục thiện được người đó, mà mình chỉ tăng trưởng cái sự bực tức và cái sự xa rời của họ trên cái con đường tu tập càng xa hơn, tại vì cách nói của mình. Cho nên ví dụ như trường hợp vậy, nói thôi bây giờ ba không có làm được việc đó, thôi thì mỗi tối ba lên thắp nhang đi. Nếu mà ba không làm, nói thôi giờ con với ba mỗi tối hai cha con mình lên thắp nhang lại Phật. Con ba thắp nhang rồi con thỉnh chuông rồi cha con mình cùng lại với nhau, hay là cùng đọc một bài kinh ngắn với nhau. Đó là tùy theo cách mình.
Nhưng mà tuyệt đối với những người như vậy, chúng ta đừng nên nói những cái câu nói như vậy. Nó sẽ làm sốc người ta lắm. Và tự nhiên người ta có cảm giác là sao? Mình đang châm biếm người ta, mình đang nói những cái lời gọi là trên đầu, trên cổ người ta, thì người ta sẽ càng xa rời hơn và người đó sẽ không bao giờ quay trở lại. Và cẩn thận cái đó. Rồi câu hỏi kế tiếp. Con nghe nói màn che nghiệp. Vậy màn che nghiệp là gì? cái chữ màn che nghiệp này á, là nó xuất từ ở trong cái kinh, và chúng ta thường dùng cái chữ Hán gọi là nghiệp võng. Nghiệp võng là gì? Cái võng á, là một cái màn lưới. Cái màn lưới, một cái link, nó che mình, rồi nó làm rối, nó bao vây mình. Thì khi mà người ta nói là ồ, mình bị một cái nghiệp nghiệp võng, đó là tiếng Hán gọi là võng nghiệp. Rồi khi mình dịch ra tiếng Việt có nhiều cách dịch, có người dịch là màn che nghiệp, hay có người gọi là cái võng, hay cái lưới nghiệp, có khi gọi là lưới nghiệp. Thì người ta nói giống như một con chim á. Khi mà người ta muốn bắt chim thì người ta lấy cái gì? Người ta lưới nó. Lấy cái lưới người ta bao nó lại. Thì mình cũng vậy. Khi mà chúng ta tạo những cái nghiệp thì có những cái lưới nó che, nó bao vây mình lại, làm mình không nhúc nhích được. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ví dụ như mình lỡ ghiền cờ bạc. Ghiền cờ bạc, cái lúc ghiền quá cái mình đi mượn tiền. Đi mượn tiền cao lãi. Rồi mình nghĩ là mình chơi, mình gỡ lại được. Cái mình càng mượn càng thâm, càng mượn càng thâm. Cái mình mượn hết người thân ruột thịt của mình. Cái mình mượn qua bạn thân, mình mượn qua bạn xa, bạn gần. Mượn xong có tiền trả. Rồi cái bao nhiêu cái người ta đòi nợ mình, cái bí quá cái mình làm gì? Mình đi ăn cắp. Rồi mình đi, mình bây giờ á, vì mình thâm thủng cho nên bây giờ á, mình bắt đầu, hồi xưa tâm tánh mình rất là rộng rãi, nhưng bây giờ từ ngày mình bị thâm thủng tiền, cái bắt đầu mình sao, mình đi bòn mót, mình rút tỉa, như là một đồng của ai mình cũng ấy. Có phải là cái bắt đầu cái lưới nghiệp nó vây mình không? Từ một cái nghiệp chính, rồi từ cái nghiệp chính đó mình không thoát được, cho nên mình vung vẩy, thì bao nhiêu cái lưới đó nó rào mình lại, nó không cho mình thoát ly. Cái đó gọi là lưới nghiệp. Thì các tổ thường nói như con chim mà sa vào cái lưới, thì chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình lỡ va một cái gì rồi là hết rồi. Bắt đầu vì bảo vệ cái này mà mình phải làm tất cả mọi thứ khác. Có nhiều người mình thỉnh thoảng mình coi phim mình cũng thấy, nhiều khi họ làm một cái điều sai quấy rồi, vì họ sợ người ta biết, cho nên họ phải làm lỗi tiếp tục, là họ phải thanh toán cái người biết này làm một cái lỗi đó rồi. Thì lỡ giết một người đi, rồi họ phải giết người thứ hai, vân vân. Thành thử ra trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi mình lỡ vướng vào một cái gì rồi thì cái nghiệp đó nó xoay mình. Nói tới cái này á, thì Pháp Hòa lại nhớ tới kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ở trong kinh Thủ Lăng Nghiêm á, Đức Phật có nói á, cái nghiệp của chúng sanh mình nó giống như là một cái chùm trái ác xoa. Cái trái ác xoa này là một cái đặc sản của Ấn Độ. Bây giờ nó vẫn còn. Cái loại trái này khi nó mọc ra đó, là một lần là một chùm ba trái. Cứ một chùm là ba trái. Thì Đức Phật nói, Đức Phật ví dụ trong kinh đó, là chúng sanh mình đó, cũng mà mình sống khổ giống như một cái chùm trái ác xoa này nè. Cái chữ ác xoa này là không phải chữ ác giả xoa. Chữ ác xoa là chữ phiên âm từ tiếng Phạn, là của một cái loại trái đó. Hình như là cái trái nó kêu là trái ác kê gì đó. Cái chữ cũng khó đọc lắm. Thầy có cái chữ bằng tên khoa học của nó. Bây giờ
ở chùa mình có mấy sâu chuỗi làm bằng trái đó đó. Bên Ấn Độ người ta lấy cái trái đó người ta làm gì biết không? Người ta lấy màu, và đồng thời người ta lấy cái vỏ, cái hột vỏ của nó người ta xỏ chuỗi. Quý vị có thấy cái hột tròn tròn mà sần 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 đó, đó đó là trái ác xoa đó. Thì cái trái này một lần nó mọc là mọc ba trái, cứ chùm là ba trái. Thì Phật đưa ba trái này ra ba cái ví dụ. Một là hoặc, hai là nghiệp, ba là khổ. Chữ hoặc nghĩa là gì? Là vô minh, là phiền não. Vì chúng ta vô minh phiền não cho nên mình tạo nghiệp. Mà một khi mà nghiệp mà nó hình thành thì cái gì nó đến với mình? Khổ. Cho nên rồi càng khổ thì mình lại càng tạo nghiệp. Và càng khổ thì mình càng vô minh, càng tạo nghiệp. Cứ như thế, cứ như thế mà nó xoay vần. Phải không? Cho nên Phật nói là cái chúng sanh sống như là một cái nghiệp ác của chúng sanh như là một cái chùm trái ác xoa. Một lần nó mọc là ba trái. Thì ba trái này là tượng trưng cho ba thứ. Một là hoặc, hai là nghiệp, ba là khổ. Hoặc là vô minh là phiền não. Mà vì vô minh phiền não cho nên tạo nghiệp. Vì tạo nghiệp cho nên mình có khổ. Vì khổ cho nên mình càng vô minh. Con người mà khổ quá thì phải đi tìm con đường thoát khổ. Mà càng muốn vùng vẫy thì có thể sống bằng vô minh. Và cứ như thế mà càng ngày càng xiết, càng xiết. Giống như cái lưới mà mình bị người ta bao lại rồi, mình càng dung dăng, mình càng muốn tung thì lưới nó sao? Nó càng rỗi. Hay là Đức Phật nói cái sáu căn của mình nó giống như là những cái cọng dây mà nó rối với nhau vậy đó. Nó rùi một cái vậy mà chúng ta không có định tĩnh để chúng ta lấy từng mối ra, mà chúng ta càng hấp tấp thì dây nó càng rối. Hôm nào mình mở dây là mình biết. Bữa nào mình gặp một cái nùi dây mà nó bị rối rồi, mà mình ngồi yên lặng, mình từ từ mình kiếm cái mối. Mà một khi mà tháo được một mối rồi đó thì các cái mối khác nó bung, có phải không? Còn mình càng gấp mình tìm thì nó càng xiết, càng xiết. Thì Đức Phật nói vậy đó. Một cái mà nó tháo rồi thì tất cả những cái kia nó ra. Cho nên đó, cái đó là Phật dụ cho sáu căn, sáu trần, sáu thức. Một căn mà nó tịnh thì các căn kia nó sẽ tịnh theo. Ví dụ như con mắt mà nó tịnh rồi đó, thấy không? Thì cái miệng nó cũng bớt nói. Cái căn lỗ tai mà nó bớt nghe thị phi rồi thì cái miệng nó cũng bớt nói. Vân vân. Cho nên sẵn nói cái chuyện gọi là cái võng nghiệp đó. Có chỗ dịch là lưới nghiệp, có chỗ dịch là màn nghiệp, nhưng mà nguyên thủy cái chữ này gọi là gì? Là võng nghiệp à. Gọi là nghiệp võng đó. Võng là cái lưới à. Cho nên mình có một cái bài kinh là kinh Phạm Võng, là cái lưới ở trên cõi trời Phạm Thiên. Kinh Phạm Võng là kinh lưới ở trời Phạm Thiên. Con muốn trì tụng niệm hồng danh Phật để lễ lại sám hối. Trong đó có tên vị Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát. Xin Thầy hoan hỷ giải cho con và tất cả quý đại chúng. Nhạo thuyết làm con liên tưởng tới sự đùa giỡn. Thưa, cái chữ nhạo á nghĩa là thích. Thí dụ như mình nói là tiên nhạo sơn thủy, người là bậc tiên á thì thích cảnh nước non, núi nước. Rồi chúng ta tụng cái bài cúng buổi trưa đó, nhược vị nhạo bố thí. Nếu người nào vì vui mà bố thí thì sau này mới được an lạc, gọi là hậu tất đắc an lạc. Nhớ cái câu đó không? Nhược vị nhạo bố thí, hậu tất đắc an lạc. Nếu như mình vui mà cho
thì sau này mình mới có được sự an lạc. Vì sao? Vì cái nhân mình cho vui thì cái quả mình mới vui. Chứ bây giờ mình cho người ta mà mình bực bội thì mai mốt cái quả nó cũng y vậy, người ta cũng sẽ cho mình ăn nhưng mình ta chửi mắng mình. Thành thử ra khi mình cho người ta ăn mình phải vui. Bây giờ đơn giản thôi, nói rất là thực tế đi. Nội cái người thân của mình thôi, hôm nay má má con đói bụng quá, má nấu cho con ăn đi. Mày ăn gì mày ăn hoài vậy? Tao làm mồi mày hả? Rồi mình vô mình nấu, nấu nhưng mà đem ra nè ăn giọng đi. Thì cái này là hổng nhạo nấu nè, mình hổng nhạo cho thì nó ăn nó nuốt khó nuốt quá, lần sau nó thà đói chết chứ nó không kêu. Tới hồi nó chết đói rồi, sao mày không kêu má? Tại vì ngay đầu mình không có nhạo rồi. Thấy không? Chữ nhạo là gì? Nhạo là mình thích. Thì ở đây cũng vậy, vị Bồ Tát á, khi chúng ta làm việc đạo á, ngoài cái biện tài, biện tài về nghĩa, biện tài về pháp, biện tài về từ ngữ, chúng ta phải có một cái biện tài nữa là nhạo. Nghĩa là chúng ta thích nói, vui nói, chứ không phải ai ép mình nói. Đó. Có nhiều người không ai bắt nói cũng nói rỉ rả cả ngày vậy, tao là nhạo thuyết mà. Không? Thì chữ nhạo thuyết là vậy đó. Chứ chữ nhạo này không có phải không có nghĩa là mình không có nghĩa là nhạo báng. Có lẽ cô hiểu là nghe, tại vì cô nói là nghe tới chữ nhạo làm liên tưởng tới một sự đùa giỡn. Nhưng mà không. Ở đây chữ nhạo nghĩa là mình thích, mình vui. Nghĩa là cho nên tứ biện tài của một vị nè. Thứ nhất là gì? Pháp biện tài, nghĩa biện tài, từ biện tài, trong đó là nhạo thuyết biện tài. Mình có cái biện tài, mình có cái giỏi đó, mà mình phải thích làm. Có nhiều người ta giỏi mà người ta không thích làm thì chịu thua, mình chẳng nhờ vả gì được. Nhưng mà người ta thích làm thì mình nhờ rất là dễ. Có chú Phật tử, chú mỗi lần chú lên làm gì, Pháp Hòa thấy thôi, cái gì du di được, Pháp Hòa nói thôi thôi kệ đi chú. Chú làm mấy cái chính đi, mấy cái này mình du di được rồi, Pháp Hòa không muốn làm phiền mấy chú. Chú hay nói Pháp Hòa, tụi con muốn làm cho thầy, tụi con không phiền. Mà thầy cứ sợ phiền, người ta làm tao không phiền thì để người ta làm đi. Ông nói vậy cái mình tỉnh hình. Và tại vì mỗi lần mình thấy cái gì cũng cần thiết, cái mình hay muốn để dành thời gian, sức khỏe mấy chú làm việc khác, mấy chuyện không cần thiết rồi nó thôi kệ đi. Mà mấy chú không chịu, chú làm gì là chú muốn làm cho nó trọn, cho đủ vậy đó. Mới hôm qua ông nói, hôm qua nói vậy cái ông nói, trời tụi con lên làm mà không, ta cái người làm ta không sợ phiền mà thầy cứ sợ phiền. Ta nhạo thích ta làm. Câu hỏi kế, xin thầy cho con hỏi, nếu con muốn niệm chú vãng sanh thì con tuyệt đối phải ăn chay trường phải không? Dạ thưa, không cần phải niệm chú vãng sanh mới ăn chay trường, mà cũng không cần ăn chay trường dù bất cứ kinh gì mình tụng. Tuy nhiên nếu mình ăn chay được đó là điều tốt, chứ Pháp Hòa không có bác cái chuyện này nha. Nhưng nếu mình chưa đủ hoàn cảnh thì chúng ta không cần thiết phải ăn chay trường, ăn chay kỳ cũng được. Cái quan trọng là chúng ta hành trì tụng kinh niệm Phật, và đặc biệt nữa là ứng dụng lời của Phật dạy trong đời sống của mình. Có nhiều khi mình ăn tất cả món chay nhưng mình nói ra lời nói nó không chay. Có nhiều khi lời nói người ta nghe nhức óc bể đầu, cái lời nói người ta nghe nó thật là khổ não, thì cái đó mặc dù mình miệng thì ăn chay mà lời nói, cách sống mình nó chưa chay. Vì chữ chay nghĩa là gì? Là trong sạch. Thì miếng ăn mà trong sạch thì gọi là trái, phải không? Cho nên lời nói trong sạch, tâm tư mình trong sạch, đời sống mình trong sạch cũng đều là trai hết. Cho nên không phải chỉ trai thức, không phải thực phẩm trai không, mà trai lòng, trai lời nói, trai cái cách sống của chúng ta. Ăn chay được thì tốt, còn không được thì chúng ta vẫn tu tập. Xin lỗi đại chúng, các vị ở bên Nam truyền đó có ăn chay ngày nào đâu, không lẽ các vị không tụng kinh sao? Phải không? Thành thử ra các vị đều
cái chay này là mình có phương tiện ăn được thì tốt, nhưng mà cái sự hành trì không có ảnh hưởng. Còn ví dụ như á, có những món ăn nó có thể làm ảnh hưởng đến cái sự tu tập của mình. Ví dụ bây giờ mình ăn tỏi hành nhiều, cái mồ hôi mình nó hôi, cái hơi miệng mình nó hôi. Khi mình hành trì á, cái mùi hôi nó xông lên, nó làm cho mình không khó nhất tâm. Thì các tổ thường nói chư thiên hộ pháp người ta sợ cái mùi đó lắm. Nói vậy để làm chi? Để cho chúng thường á, con người mình mà nói gì bình thường mình không có chịu, mình phải nói gì trển á, nói gì có dính dáng ở trển, còn không thể dưới á, mình bất sợ mình mới làm. Thấy không? Chẳng hạn như nói tổ ăn cái đó vô rồi hộ pháp chư thiên người ta bịt mũi người ta không phù hộ, trời nghe không phù hộ sợ quá, thôi đừng ăn. Thí dụ vậy. À, cho nên có những cái mà trong cái pháp mà chân ngôn tông, tức là mật tông đó, thì có những cái mình phải tránh để cái sự hành trì đó nó có cái sự miên mật ở trong đó. Pháp Hòa ví dụ như mỗi người mình làm một việc gì nó phải có tránh một vài trường hợp để mình đừng có bị khó chịu. Pháp Hòa ví dụ như có những món ăn mình không nên ăn vào buổi tối. Vì như ăn tối như vậy, thí dụ như mình ăn uống vitamin đó, uống thuốc bổ đó, ban đêm nó cũng khó ngủ lắm. Tại vì mình đưa mấy cái đó vô là bắt đầu nó boost up cái cơ thể mình. Cơ thể mình bắt đầu nó tăng trưởng sức khỏe. Thì người mình khỏe quá sao ngủ? Thường thường ngủ là khi cơ thể nó mệt, mình mới dễ, mình mới nằm xuống mình ngủ. Mà con người mà tỉnh táo khỏe khoắn quá lấy gì ngủ. Vì vậy cho nên nó tối ngủ, người lớn tuổi rồi người ta không ăn đường. Người ta không ăn đường, người ta không ăn ngọt. Tại vì ăn ngọt vô người bắt đầu nó có thể nó tỉnh cái khó ngủ. Hay là thậm chí không đi trước khi đi ngủ không uống coca, nước ngọt. Vì cái chất đó nó làm cho mình khó ngủ. Vậy thì khi mà người ta phân tích, không phải là trái cây là không tốt, nhưng mà mình ăn buổi sáng nó tốt hơn. Ăn buổi sáng nó tốt hơn là tại vì buổi sáng trái cây nó thanh lọc cơ thể. Nó làm cho mình cleansing cái cơ thể của mình, tức là đẩy những cái trược trong người mình ra. Và khi mình trước, mình nên ăn trái cây trước khi mình ăn cơm. Vì khi mình ăn rồi đó, những cái đồ bổ của mình thường cái kiểu người của người Việt mình á, ăn xong bữa ăn rồi cái đó ăn trái cây. Mà ăn trái cây như vậy là cái chất axit nó nhiều, mà chất chua nó nhiều thì nó sẽ hủy đi những cái bổ dưỡng mà chúng ta vừa ăn. Cho nên mình ăn vô thì hồi nãy vừa ăn rất là bổ, nhưng mà sau đó rồi là cái chất chua nó làm hư hết thức ăn. Cho nên theo uống thuốc của phương Đông á, mình uống thuốc bắc là không được ăn đồ chua, có phải không? Vì đồ chua nó sẽ làm giả thuốc bắc. Thậm chí ăn yến, ăn những cái đồ bổ cũng không nên ăn đồ chua khoảng gần quá. Mà ngược lại theo người Tây Phương á, thì mình nên ăn trái cây trước bữa ăn. Mình được ăn trái cây mà ăn trước. Hồi xưa Pháp Hòa nhớ các cụ hay nói á, tảo bất thực quả, dạ bất đã thê. Nghĩa là sáng không ăn trái cây mà tối không đánh vợ. Tảo bất thực quả, dạ bất đã thê. Ta lấy cái ví dụ vậy mà. Nhưng mà cái câu đó bây giờ là mình ở phương Tây thì người ta quan niệm khác. Hồi nữ ra có những cái nó, thí dụ như hành hẹ rồi đó, các vị nói là mình không được ăn. Thật ra cái chữ không mình có thể mình dùng là gì nè, không nên ăn quá nhiều. Hoặc là mình không ăn, nhưng mà trong những thực phẩm nào người ta đã lỡ làm mà mình thấy nó không có quá đáng, nó có chút ít, có dùng được cũng chẳng sao. Nhưng mà nếu như mình là người tu cái mật pháp, mà trong cái mật pháp đó là phải tuyệt đối không dùng cái đó, thì chúng ta mới đi theo. Vì chúng ta đi theo cái mật pháp đó cái thì chúng ta phải kiên cử. Còn chúng ta là người bình thường tụng kinh niệm Phật tu tập bình thường thì không sao. Và thậm chí mỗi người mình phải tự mình hiểu được cái cơ thể của chúng ta,
cái gì chúng ta nên dùng và cái gì chúng ta không nên dùng. Có nhiều người ăn nếp ban đêm á, là ở cổ heartburn, ngủ không được. Thật sự mỗi người mình phải tự biết một cơ thể của chúng ta để mà chúng ta sử dụng. Thì trái cây là tốt rồi, nhưng mà nếu mình, hay là nhiều khi mình quên cái tối trước khi đi ngủ uống vitamin C uống vô là bắt đầu nó làm cho cơ thể khỏe. Người nào mà sắp sửa cảm cảm coi uống một gói vitamin C vô là có thể hết cảm. Nếu mà mình chuẩn bị cảm, mình hơi hắt hơi uống vitamin C vô hết. Thì nếu như mình uống vitamin C vô ban đêm thì có thể hơi khó ngủ, thậm chí là mất ngủ luôn. Cả tối đó người mình rất khỏe cho nên không mệt. Cơ thể mệt nó mới ngủ. Thầy có khỏe không? Thầy cho con hỏi, trong kinh Thập Thiện nói nghiệp nói khéo nghĩa là gì và tàm quý nghĩa là gì? Đây là cái bản dịch kinh Thập Thiện của Hòa Thượng Thượng Thủ. Ngài dịch là nghiệp nói khéo trong 4, trong 10 cái nghiệp đó, mà đây là thuộc về 4 cái nghiệp của miệng. Thứ nhất á, là chúng ta không nói những lời dối trá, chuyện có nói không, chuyện không nói có. Tiếng Hán gọi là gì? Vọng ngữ. Vọng ngữ nghe là nói dối. Mình dịch cho tiếng Việt là nói dối. Và thế nào là nói dối? Có nói không, không nói có kêu nói dối. Rồi cái thứ hai á, là mình chửi bới người ta thì gọi là ác khẩu. Chửi rủa mắng nhiếc gọi là ác khẩu. Cái thứ ba đó, mình dụ dỗ người ta, mình dùng lời ngon tiếng ngọt để mình chiêu dụ người ta, cái đó gọi là ỷ ngữ. Tiếng Hán gọi là ỷ ngữ, mà cụ dịch là nghiệp nói khéo. Nghĩa là mình dùng cái lời nói khôn khéo để mình dụ dỗ người ta. À, thì cái chữ nghiệp nói khéo ở đây là dịch từ cái chữ ỷ ngữ đó. Cho nên trong cái giới mình diễn đạt đó, không được dùng những lời lẽ trao chuốt dụ dỗ người để làm lợi cho mình. Đó, nhớ không? Trong cái giới Thập Thiện khi mình diễn bày nó, cái nghĩa nó vậy đó. Cho nên cái chữ nghiệp nói khéo này là dịch từ cái chữ ỷ ngữ. Mà ỷ ngữ nghĩa là chúng ta nói những lời nói khôn khéo, mê hoặc, làm cho người ta phải cho mình cái này, cho mình cái kia. Nói theo đơn giản là dụ dỗ đó, lời nói dụ dỗ, là nói khéo. Còn cái nghĩa chữ tàm quý, cái này là mình biết rồi. Chữ tàm là mình tự mình hổ thẹn với mình, quý là mình hổ thẹn với người. Để cho cái câu này đơn giản và dễ nhớ, chúng ta nhớ là tự tàm quý tha. Tự mình phải tàm và mình hổ với người khác. Chữ tha là người, chữ tự là mình. Tự tàm quý tha nghĩa là mình luôn luôn tự mình xấu hổ với chính mình và xấu hổ với người khác. Thí dụ như mình chưa được tới đó mà người ta lại quý thương cho mình được cái đó, mình tự thấy mình xấu hổ quá, mình chưa xứng đáng. À, cho nên có nhiều vị tổ á, các ngài ký tên ở dưới á, các ngài hay nói là tàm quý tăng. À, các ngài hay xưng vậy đó. Tàm quý tăng là gì? Tôi là một ông tăng, một người tu luôn luôn tàm quý. Ký tên là tàm quý tăng gì đó. Rồi có khi người ta khiêm cung nữa đó, ta nói gì? Lão nạp. Lão nạp là tôi là một ông lão, một ông già mặc áo vá. Chữ nạp là mình cắt nhỏ nhỏ lượm từng miếng nạp nạp vô. Cho nên cái y bây giờ mà cắt hàng trăm miếng rồi ráp ráp vô đó cũng bắt chước nạp đó. Nhưng mà nạp này sang, đi mua rề rồi cắt ra nạp. Còn ngày xưa là người ta đi lượm ở ngoài đường, ở bãi tha ma, ở xác chết, vải mà bó một đứa con nít khi nó mới sanh, vải người phụ nữ họ dùng khi có tháng họ vất ra ngoài. Và thậm chí trong kinh còn nói những tấm vải mà vợ chồng họ đem tân hôn họ dùng đó, rồi sau đó họ bỏ cái tấm vải đó đó, dục ở ngoài bãi tha ma, là mình đi lượm những tấm vải đó về, mình giặt sạch rồi mình cắt, mình rọc, mình đắp vô. Cái đó gọi là phấn tảo y. Bữa hôm mình giải thích rồi đó. Chữ phấn là phẫn, là dơ. Chữ tảo là người ta quét. Người ta quét dọn ba cái đồ dơ thì dục ra, mình lôm về mình mặc, gọi là phấn tảo y. Trước kia con chỉ trì tụng ba kinh tịnh độ, nay muốn mở thêm kiến thức Phật học,
Nhưng vì Phật lực nông cạn nên con có câu hỏi nhờ thầy, sanh tâm hoan hỷ khai thị cho con tỏ ạ. Nguyên tắc trì tụng kinh là thế nào? Ví dụ như tụng tạng kinh gì, thời gian nào và tụng kinh gì theo nghi lễ nào? Cái này thì cũng đơn giản, vì thường thì chúng ta hay, thật ra thì thời gian nào mình tụng kinh gì cũng tốt, nhưng để cho người sơ cơ có được một cái nền tảng thì các tổ hay sắp xếp cho mình một cái thời kinh. Thí dụ như khi mình bệnh hoạn tụng dược sư, những lúc cầu an bình thường tụng phổ môn, khi có người thân mất tụng Di Đà, tụng Địa Tạng, những cái mùa Tết chúng ta muốn cầu nguyện năm mới được bình an thì mình tụng dược sư. Chứ thật lòng mà nói, cho dù đầu năm đầu tháng mà tụng kinh A-di-đà cũng không có gì trở ngại hết. Phật không có quy định kinh gì tụng cho chuyện gì hết. Nhưng chư tổ vì phương tiện biết chúng ta rất là sơ cơ, còn nhiều cái hoang mang trên bước đường tu tập, cho nên chư tổ mới đặt ra những cái thời khóa kinh gì để cho chúng người sơ cơ. Nhưng khi mình đã thâm hiểu được Phật Pháp rồi thì bất cứ thời gian nào mình tụng kinh gì cũng được hết, tùy mỗi hoàn cảnh. Đó. Như mới vừa đây có một vị mới nói, có một vị khuyên đừng có nên tụng Lương Hoàng Sám, vì Lương Hoàng Sám là một bộ sám dành riêng cho người xuất gia. Pháp Hòa mới nói hoàn toàn không có cái lý đó. Vì sao? Duyên khởi cho bộ Lương Hoàng Sám này là từ ai? Lương Võ Đế. Mà ông Lương Võ Đế là người đời hay người tu? Người đời. Như vậy rõ ràng duyên khởi là đã từ một người cư sĩ, một người đời rồi, phải không? Và vì vậy cho nên cái bộ Lương Hoàng Sám viết ra là do sự yêu cầu của vua Lương Võ Đế để mà soạn cái bài đó, cái bộ sám đó để sám hối cho vợ của ông. Rồi bộ sám này bây giờ sau này được lan truyền khắp nơi, mọi người hành trì trong giới Phật giáo Trung Hoa và Việt Nam. Vì vậy cho nên á, trong đó nói những cái tội báo nhân quả vân vân, để cho chúng ta sợ tội và chúng ta sám hối và chúng ta nguyện không làm. Đó là một cái công phu soạn dịch, sưu tầm nhiều kinh điển, nhất là những kinh nói về nhân quả, tội báo, để cho chúng ta biết tội mà ngăn chừa. Cho nên không có việc gì là để dành cho người tu hết á. Người tu cũng tụng mà người đời cũng tụng. Vì chúng ta còn là phàm phu, chúng ta đều phải chừng mực cái đời sống của mình hết. Người xuất gia mà không khéo nó cũng tạo nghiệp tội lỗi như thường, chứ đừng nói là không có. Cho nên xuất gia tại gia đều phải sám hối hết. Vì vậy cho nên là vì Phật tử muốn tụng kinh nào cứ tụng, không sao hết. Thí dụ như tụng Pháp Hoa, thí dụ như bây giờ kinh Pháp Hoa nè, trong cái phẩm Phổ Môn nói, nếu người nào nhiều lòng dâm dục niệm Quan Âm, người nào đa sân niệm Quan Âm, người nào rơi xuống hầm lửa vân vân, vậy thì chữ niệm là quay trở về nhiếp niệm, thì cũng giống như mình niệm Phật nhất tâm thôi. Cho nên tất cả cũng chỉ là một cái ý đó. Nhưng mà bởi vì đã nói là cái ý nó không, nó là một, thì phương tiện nó vô biên. Vì vậy cho nên quý vị cứ hành trì không có sao hết. Rồi câu hỏi cuối ha. Con xin cảm ơn thầy đã trả lời câu hỏi của Phật tử để chúng con được mở mang kiến thức Phật Pháp trong thời gian qua. Hôm nay con có hai câu hỏi, xin thầy hoan hỷ giải đáp. Câu hỏi thứ nhất là về sự hồi hướng. Chẳng hạn như sau khi mình tụng kinh, tụng một bài kinh, mình hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh trong muôn loài, pháp giới, hoặc hồi hướng công đức đến người thân còn hiện tiền đã quá vãng như của mình. Thông thường mình hồi hướng công đức đến người thân của mình, nhưng có phải là hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh sẽ tốt hơn không? Bởi vì người thân mình cũng đã bao gồm trong tất cả chúng sanh ấy.
và công đức của mình được nhiều chúng sanh có thể thọ nhận được. Có người cho rằng công đức thì nhỏ bé lại hồi hướng cho chúng sanh, thì cái phần công đức ấy người thân của mình nhận sẽ không được bao nhiêu. Thưa, điều đó có đúng không? Ý nói là nếu mình tạo, mình làm một cái việc, mình ví dụ mình tụng kinh xong, nếu mình hồi hướng công đức cho pháp giới chúng sanh á, thì có thể là nó hay hơn, là vì trong người thân mình cũng nằm trong pháp giới chúng sanh đó. Nhưng mà cũng có một quan niệm khác, nếu mà mình đem ra cho nhiều quá mà trong khi đó công đức mình có một chút rồi người thân mình ăn gì, thì cái này thì hơi hẹp nè. Thấy không? Cái công hồi hướng này là chưa nghĩa của cái hồi hướng. Vì đại chúng nhớ không? Hồi hướng có bốn cách phải không? Hồi nhân hướng quả, hồi sự hướng lý, hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Thì bây giờ nếu mà chúng ta làm một cái nhỏ mà cái hồi hướng của chúng ta rộng, thì cái này gọi là hồi tiểu hướng đại. Việc làm mình tuy nhỏ nhưng tâm của mình muốn cho đại chúng rất lớn, thì cái điều đó tốt thôi. Vì cái tâm lớn nó mới quan trọng. Cái tâm lớn quan trọng, còn cái chuyện mà mình cái vật của mình có bao nhiêu, mà hơn nữa công đức là nó không có hình tướng, phải không? Mà vì không có hình tướng cho nên nói nhỏ nói lớn gì cũng được hết. Thí dụ như Nam Mô Quán Thâm Bồ Tát, trời ơi, có công đức gì đâu, có một câu niệm Phật mà. Nhưng mà nếu anh niệm bằng nhất tâm, công đức rất lớn. Cho nên có thể việc làm mình tuy nhỏ nhưng mà bởi vì thứ nhất là công đức không có hình tướng, vì không hình tướng cho nó bao trùm cả pháp giới này. Cho nên đừng có ngại cái chuyện chúng ta làm ít mà hồi hướng nhiều. Mà nếu mà nói đúng ra là vì chúng ta có tâm lượng như vậy, cho nên chúng ta mới thực hiện đúng nghĩa của chữ hồi hướng, là chúng ta quay trở lại mình, hướng rộng cho chúng sanh. Hồi tiểu hướng đại, hồi tự hướng tha. Ở đây á, nói đi rồi nói lại là như thế này. Dĩ nhiên là chúng ta nói là hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, nhưng nó có hai trường hợp. Một là ở mặt tâm lý. Ví dụ bây giờ có một người đó, người ta bệnh, người ta mời mình tới nhà, người ta tụng thời kinh cầu an, hoặc ta lên chùa ta xin cái lễ, thì để cho an dịu cái tâm lý người sống là họ đã có làm một cái gì cho người thân họ. Cho nên mình mới nói: hôm nay đệ tử chúng con thành tâm trì tụng kinh chú xưng niệm hồng danh chư Phật, chuyên vì hồi hướng công đức cầu an cho vị Phật tử này, Nguyễn Văn Xoài, pháp danh là Minh Chua hay là Minh Ngọt gì đó. Không, thì người ta nghe xong như vậy thôi là người ta hạnh phúc. Người ta cảm nhận được rằng hôm nay mình làm một cái việc gì đó cho người thân mình. Mình không cứu, mình không thế họ được bệnh, mình không làm được gì hết, nhưng hôm nay mình làm được một việc là mình đã cầu Phật cho họ được sự bình an. Đó là đọc như vậy là vì tâm lý cho người sống. Còn nếu mình nói duyên khởi, nếu không có cái người này lên vì bệnh mà có người lên xin, thì làm gì có công đức mà hồi hướng pháp giới chúng sanh. Cho nên pháp giới chúng sanh hưởng là nhờ cái duyên khởi của người bệnh. Ví dụ như hôm nay mình có một cái người đó họ cúng người thân đây nè, bạn bè mới cầm một cái thau bánh bò lên thí dụ đi. Hôm nay con có người bạn xin cầu siêu ở đây, con có làm mâm bánh lên trước cúng Phật, cúng ánh. Sao cúng ai? Cúng Dương Đại Chúng. Vậy thì đại chúng mà hưởng cái mâm bánh bò nó nhờ ai? Nhờ cái ông kia. Ông không có chết đấy nhưng mình có hưởng. Nó mình nói theo cái lý nó vậy. Thật ra cái gì nó cũng có cái duyên khởi, rồi từ cái duyên khởi đó mới rộng chúng sanh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như quý vị để ý trong kinh coi. Ngài A Nan mà không bị nạn Ma Đăng Già thì làm gì mà có cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải không nè? Cho nên rồi đó là còn vô lượng vô số những cái duyên khởi khác trong các kinh điển. Thì chúng ta phải thấy rằng pháp giới chúng sanh là có, mình cũng nằm trong đó. Vì mình cũng là một chúng sanh cho nên đời sống của chúng ta có thể có những cái vi phạm. Vì có những vi phạm cho nên chúng ta có những cái này. Cho nên á, một người mà làm sai thì có khi tất cả đều được sống ở trong cái quy luật đó.
Vì đã có người làm cái điều đó quấy rồi, cho nên vì ngăn cản những người quấy tiếp, cho nên Đức Phật chế giới. Thì ở đây cũng vậy, trên cái nghĩa thông thì chúng ta nói rằng hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, người âm là người mất đó, kẻ dương có mình, có thân nhân quyến thuộc của mình lớn nhỏ hết. Nhưng ở cái mặt duyên khởi, có trước mới có sau. Không có ông A bệnh thì làm gì có buổi lễ cầu an này. Cho nên mình phải khởi niệm lên trước, xin vì Phật tử này mà cầu an, vì họ mà thiết lễ này mà. Chuyên vì, cái câu mình nói là chuyên vì Phật tử Nguyễn Văn A, pháp danh gì đó, cầu cho họ được tiêu tai giải bệnh, thứ nguyện hồi hướng cho pháp giới chúng sanh. Cho nên pháp giới chúng sanh mà có hưởng cũng nhờ ông này Phật. Là ở đây mình nói cái mặt duyên khởi. Thì lân ra ra trong cuộc sống, không có ai mà kỳ cục đến mức độ là thương người nào bưng món cho người đó, không còn biết ai xung quanh hết. Mà nếu mình đem đó chơi, đừng nói gì, mình cũng ngại thấy mồ đi. Tự nhiên bàn ta vậy cái đưa con người, mình cũng ngại, phải không? Cho nên thường thường mình ít nhất cũng chơi được 5-7 người. Rồi nói khéo một chút, nói làm sao con xin lỗi, tại con không biết bữa nay đông quá con làm có nhiêu, thôi quý vị tùy hỷ chia, giờ con không dám chia, chia không đủ, thôi quý vị tùy hỷ. Còn đứng ở trên cái phương diện gọi là an ủi cho chúng sanh thì rõ ràng người này họ lên họ xin cầu an mà. Rồi mình lên mình tụng xong mình nói hồi hướng pháp giới chúng sanh, thì cái ông xin ông nói ủa sao con không nghe thầy đọc tên con, có tên người thân con. Cho nên ở mặt tâm lý xoa dịu cái người thân, cái người cầu bệnh, cái người cầu cho người bệnh. Còn đứng trên cái phương diện gọi là nhất một người làm mà mấy người khác hưởng đó, độc thọ khai hoa đó, vạn thọ hương đó, thì người đó chính là duyên khởi. Tất cả chúng sanh chúng ta là người được hưởng. Rồi giờ nói cuối cùng ha, cô vi là duyên khởi. Mình ngồi đây mỗi tối chủ nhật nè, nếu không có cô vi thì không có mình ngồi đây, phải không? Thôi thì nói như vậy để rồi đại chúng thấy rằng á, trong Phật pháp á, chúng ta có nhiều cái pháp ứng dụng. Người còn, người mất, người trước, người sau, có mình, có người kia. Đây là giáo lý tương tức. Tương tức là gì? Là mình tương tức, tương nhập với nhau. Vì người này có cho nên cái này mới có. Nếu không có cái này thì không có mình bữa nay. Ngày hôm qua có một cô mới cho Phó Hòa mấy chữ. Hôm nay con rất muốn đi chùa, lên chùa thọ bát quan trai. Nhưng con xin phép ở nhà. Tại vì nếu mà con tu ở nhà là con dẫn luôn hai người thân ở trong nhà con tu theo. Đó là đứa con và người chồng. Nếu mà cô đi chùa thì mình cô đi, hai người kia ở nhà không tu. Có phải vậy không? Vì vậy cho nên á, một người mà tu, mà chúng ta biết phương tiện, biết ứng dụng, biết tương tức với nhau, thì những người xung quanh mình cũng tu. Nếu không có một câu hỏi này thì không có được câu trả lời cho ngàn người khác nghe. Thì khi nói thì phải có đương sự. Cho nên Đức Phật nói này Xá Lợi Phất, nói ngài Xá Lợi Phất, nhưng mà cũng nói ai? Tất cả chúng ta. Nhưng mà tại vì ngài Xá Lợi Phất là đương cớ cho nên gọi tên ngài. Thôi Phật gọi ngài thì ngài nghe đi, tôi nghe làm chi? Cho nên á, Phật nói này các thầy tỳ kheo, thì các hàng cư sĩ cũng phải biết rằng có mệnh trọng luôn đó. Nhưng mà tại vì Phật gọi chung chung vậy đó. Cũng giống như mình lên mình đọc diễn văn, mình kêu mấy người lớn trước, những người quan trọng trước, rồi cuối cùng đông quá mình thưa sao? Kính thưa toàn thể đại chúng. Đó là mình nói trong chùa. Còn ngoài kia thì nói gì? Kính thưa toàn thể quý liệt vị đang hiện diện, ví dụ vậy. Nhưng mà trước hết mình phải kính thưa một vài người mà gọi là có tên tuổi ở trong đó. Rồi sau cùng chư vị giáo phẩm cũng vậy, kính bạch hòa thượng gì đó, thượng tọa gì đó, cuối cùng chư tôn, thượng tọa, đại đức, tăng, ni. Kính thưa toàn thể đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Phải không? Thì cuộc sống cũng vậy thôi.
có một người đương cơ để cho tất cả được thấm nhuận. Cho nên người, một cái người đó mất, nhờ người đó mất mà mình ra mình tụng kinh, tụng kinh xong rồi nói hồi hướng cho pháp giới chư hương linh tề thành Phật đạo đó. Vậy thôi được rồi ha. Rồi tối nay xin tạm trả lời mấy câu hỏi đại chúng gửi về. Thì trong quá trình Pháp Hòa chia sẻ, nếu có gì sơ sót chưa được thỏa mãn đại chúng thì xin quý vị cầu ở các bậc tôn đức khác. Phần Pháp Hòa thì khả năng tới đâu thì Pháp Hòa chia sẻ tới đó. Mong đại chúng hoan hỷ và chúc đại chúng có một cuối tuần an lạc. Và cũng xin nhắc lại là bắt đầu từ ngày mai thứ hai, thì mỗi tuần ngày thứ hai thì chúng ta sẽ nghỉ, không có chương trình livestream gì hết. Ngày mai quý vị được nghỉ một ngày. Rồi thứ ba chúng ta sẽ trở lại chương trình từ 10 giờ sáng, 6 giờ chiều và 7 giờ rưỡi tối như thường. Xin cảm ơn đại chúng, chúc đại chúng an lạc. Đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.